Trời, mày định mặc cái bộ đồ này ra đường hả? Sao vậy? Bạn nghĩ sao mà bạn có thể mặc một cái bộ đồ nó đơn giản vậy được vậy? Cũng bình thường thôi. Cái gì vậy? Để tôi nhờ. Gì vậy? Để yên đó. Mặc đồ này sao đâu? Đây. Nè. Bộ này hả? Tin tôi đi, chắc chắn là tối nay bà sẽ phải cảm ơn tôi đó. Tính bày trò gì nữa đúng không? Không có, trễ rồi, đi đi mọi người đợi đi đi nha. Rồi tính bày trò gì đúng không? Không có, không có. Đi thay đồ đi. Mọi người trễ rồi đó. Tôi đợi nha. Thế rơi có bay tỷ người, sao ẩn mình nơi đâu chẳng tìm được. Em ơi, chờ em đợi em